Kiên review, Thánh uy tín chuyên lật tẩy sản phẩm giỏm, quảng cáo lố hot nhất TikTok. Thánh review, hung thần review, Kiên uy tín. Đó là tất cả những nickname hài hước mà cộng đồng mạng đặt cho Kiên review. Anh chàng dễ thương sở hữu loạt video 100 triệu view siêu hot trên TikTok thời gian gần đây. Kiên review có hẳn bộ nhận diện thương hiệu vô cùng đặc trưng. Luôn mặc kiểu áo phong trơn chỉ khác mỗi màu sắc, trung thành với quả đầu tóc dựng đứng, cách nói chuyện giản dị và làn da nâu giòn đúng chất nam bộ. Với mục đích giúp mọi người tìm hiểu chất lượng các sản phẩm trước khi bỏ tiền ra mua, từ đồ gia dụng đến làm đẹp phụ kiện. Bất kỳ sản phẩm nào PR rầm rộ trên mạng, chỉ cần rơi vào tay Kiên là sẽ biết có tác dụng thật hay không. Thứ trên trời dưới bể từ vài nghìn đến vài triệu đồng, chỉ cần khán giả order là Kiên sẽ tìm mua ngay lập tức. Và một lý do hay ho khiến Kiên được hàng triệu người yêu quý, đó là không thể mua chuộc Kiên bằng tiền để chém gió về sản phẩm. Anh chàng chỉ làm bằng cái tâm mà thôi. 100% video TikTok của Kiên đều tính bằng đơn vị triệu view, có những clip ngắn chỉ vài chục giây với cách quay cực đơn giản mà thu hút tận 10 triệu đến 29 triệu view chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn. Đối với các sản phẩm rởm thì Kiên là hung thần, nhưng với sản phẩm tốt thì anh chàng lại là thiên thần, giúp doanh số bán hàng tăng lên chóng mặt. Các clip nổi bật của Kiên review có thể kể đến như kem trộn siêu trắng, viên tẩy trắng quần áo, viên tẩy lòng máy giặt, máy tách hạt ngô, chảo chống dính chiên không cần dầu mỡ, v.v. Kiên review tên thật là Lê Thành Kiên, sinh năm 1990, quê quán thành phố Hồ Chí Minh. Kiên review thực chất không phải là một người chơi mạng xã hội hay review chính hiệu. Ban đầu anh chỉ kinh doanh online cây cảnh và có tài khoản TikTok nhằm mục đích thư giãn. Sau đó Kiên review mới bắt đầu thực hiện công việc reviewer này vào khoảng tháng 5 năm 2020. Chỉ sau một thời gian ngắn sau đó, anh nghiễm nhiên trở thành một TikToker có lượt theo dõi hàng đầu Việt Nam. Cơ duyên đến với công việc review online của chàng trai sinh năm 90 cũng chính vì việc mua phải hàng rởm kém chất lượng trên mạng xã hội. Cụ thể, Trung Kiên đã mua một chai chống thấm về và sử dụng nhưng không được như quảng cáo. Chất lượng rởm không chống thấm được bao nhiêu khiến Kiên không hài lòng và đó là ý tưởng cho anh làm clip TikTok đầu tiên. Kiên review quyết định quay lại video về sản phẩm này rồi đăng lên tài khoản TikTok cá nhân để mọi người xem và rút kinh nghiệm. Sau đó, đoạn clip của anh có lượt xem cao và nhận được nhiều đồng tình từ những người bị lừa khi mua hàng online. Nhận thấy nhu cầu trải nghiệm sản phẩm trước khi mua hàng online của nhiều người, Kiên đã quyết định mua và đánh giá các mặt hàng nổi tiếng trên mạng xã hội, được quảng cáo rầm rộ rồi đăng trên kênh TikTok mang tên Kiên review của mình. Các video của Kiên review được yêu thích bởi anh luôn nhận xét khách quan, chân thực từng món hàng chứ không tâng bốc thổi phồng chất lượng lên để PR hay quảng cáo. Ban đầu anh chỉ đổ chi phí để mua những món rẻ tiền về review, bởi thời gian kinh doanh Kiên đã dành hết để làm clip nên không còn nguồn thu nhập nào nữa. Kiên review chia sẻ anh dành khoảng 5-7 triệu một tháng lúc đầu để mua sản phẩm về review. Cũng chính nhờ Kiên review mà nhiều loại hàng rởm bị phơi bày. Cách review của anh chàng đầy hóm hỉnh, ngắn gọn nhưng vẫn đủ để người xem hiểu. Ấn tượng đặc biệt nhất của mọi người về video của Kiên chính là đoạn kết khi anh cầm các sản phẩm chất lượng kém để vứt đi kèm câu hát. Có phải anh đang trêu đùa em đấy không? Tuy nhiên, Kiên tiết lộ anh chỉ làm cho vui, sau khi vứt đi sẽ nhặt về rồi cất vào thùng, có thể dùng để tặng cho những ai có nhu cầu. Khá nhiều bạn nghĩ là kênh của Kiên kiếm tiền từ quảng cáo hoặc PR nhãn hàng nhiều lắm. Thực sự thì mình không muốn nhận PR trên kênh này đâu, vì làm như thế sẽ mất đi bản chất mộc mạc của một kênh review được đánh giá là chân thật. Nhưng nếu nhận được lời mời quảng cáo sản phẩm mà nó mang ý nghĩa hữu ích cho cộng đồng, thì Kiên sẵn sàng làm nó miễn phí.